Hôm nay em xin giới thiệu quy trình làm nút bọc vải 2 lỗ. Đây là cái nút bọc vải 2 lỗ thành phẩm. Đó, sản phẩm cuốn rất sắc sảo, rất đẹp. Đây, sau đây em sẽ test thử máy cho khách. Đây, công đoạn thứ nhất là ta bọc vải. Đó. Mình vào bọc vải này, các bạn rất bọc vải này. Đó. Rồi. Ok. Đưa vào. Ấn rất nhẹ nhàng xuống. Rồi, ok. Đó. Đã rất là sắc sảo, đẹp. Rồi công đoạn thứ hai là ta đục 2 lỗ cho vào đây, nó đã có cái định vị sẵn này. Đó. Đưa vào đấy. Gật cành. Rồi. Đã được 2 cái lỗ. Công đoạn thứ ba là sang cái máy này. Quy trình của cái làm ra cái sản phẩm này nó phải 3 máy. Máy bọc vải, máy đục 2 lỗ và máy đóng con ô dê nhỏ đấy. Đó. Đây. Rồi, con ô dê nhỏ đó. Đưa con ô dê nhỏ vào máy, tiếp bỏ ngửa lên. Rồi giờ đưa bỏ ngửa lên tiếp. Rồi. Ấn nhẹ nhàng. Rồi. Rồi ok. Tiếp tục. Đây, sản phẩm đây. Đó, quay là sáng cho đây. Đấy, rất sắc sảo, không bị móp méo. Quy trình của nó có 3 bước như mình đã nói rồi đó. Cái máy này nó có bọc được đủ tất cả các loại size, size nhỏ, từ size 12 đến tận 25 ly. Ngoài ra bên mình cũng kèm theo có phôi luôn. Đây, mấy cái phôi của nó này. Phôi có sẵn luôn nhé. Muốn thay cái loại nhỏ thì mình thay cái bảng này thôi. Đó, mình chỉ đưa ra, đưa vào này. Đó, cái nút nhỏ thì mình đưa cái bảng vào. Đó, để mình đục lỗ. 2 cái máy này là dùng chung cho tất cả các loại size. Còn cái máy này thì mình chỉ thay cái quân bọc vải nào theo cỡ nào, theo cỡ đó thôi. Đây là cỡ nhỏ hơn một tí. Đây là cỡ 16 ly này. 16 ly một bọc ra cái sản phẩm 16 ly này. Đây là cái sản phẩm mình đã đục lỗ 16 ly. Đó. Đó là quy trình để sản xuất ra cái nút 2 lỗ này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin cảm ơn.